Sắp đến ngày giỗ ông rồi anh nhỉ? 2 hôm nữa. Mà cũng lâu lắm rồi tôi chưa làm giỗ cho ông. Uống nước đi. Anh uống nước đi. Về bộ chỉ huy họp. Họp xong anh báo cáo các thủ trưởng xin phép nghỉ vài ngày về làm giỗ ông chứ. Công việc đang bề bộn như thế, anh em thì căng mình ra làm. Làm sao tôi cho mình cái đặc quyền như vậy được. Cậu Út có về được không? Nó đang trong giai đoạn huấn luyện. Thần tượng ông nội nên muốn đi theo con đường của ông. Thông báo kết quả, thời gian 1 phút, đồng chí Thái, số lượng 20 vòng. Đồng chí Hiếu, có, vào vị trí. Vào vị trí. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hold up.